Đi làm thì bị sếp đì, về nhà thì bị vợ mắng. Bạn mà máy tính muốn dồn hết những cảm xúc kìm nén vào mấy thằng nhóc để vơi đi nỗi buồn. Thế nhưng đời chẳng bao giờ là mờ. Fit AFK cùng rất nhiều lý do trời ơi đất hỡi khác khiến những pha thi đấu của bạn không thực sự tốt, dẫn đến hàng loạt những trận thua liên tiếp. Xin chia buồn, bạn tiêu à? Nhưng mà tiêu đây là tiêu tiếng Anh, đánh vần là TILT. Vậy thì tiêu là gì và làm cách nào để chống tiêu? Xin mời các bạn hãy ngồi xuống uống miếng bánh, ăn miếng nước rồi cùng tôi tìm hiểu về tiêu trong video ngày hôm nay anh em nhỏ. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Thuật ngữ tiêu bắt nguồn từ khoảng năm 1947 với trò chơi pinball. Những chiếc máy pinball đời đầu không hề có những flipper như bây giờ, và người chơi phải nghiêng máy, tiếng Anh gọi là tiêu, để điều khiển trái bóng đi đúng hướng của họ muốn. Người chơi muốn được điểm cao thường có tác động tương đối mạnh, khiến tuổi thọ của những cỗ máy đó bị sụt giảm một cách đáng kể. Để khắc phục điều này, nhà sản xuất bổ sung lẫy flipper để thay đổi cơ chế tương tác của trò chơi. Kèm theo đó là cơ chế tiêu sẽ kết thúc màn chơi ngay lập tức khi máy bị nghiêng hoặc tác động một lực quá mạnh. Sau đó, tiêu được sử dụng rộng rãi cho poker để chỉ những người chơi đã thua quá nhiều, dẫn đến việc họ tuyệt vọng làm những pha all-in đi vào lòng đất. Đến ngày hôm nay, tiêu cũng đã trở thành một từ phổ biến trong game khi nói đến trạng thái không tốt của game thủ. Vậy thì tiêu trong game là gì? Có giống những tiêu kia hay không? Đầu tiên, tiêu trong game không phải là nghiêng đâu anh em nhé. Tiêu là trạng thái bối rối, thất vọng về tinh thần hoặc cảm xúc khi người chơi đưa ra các quyết định không tối ưu hoặc những pha xử lý không chính xác, dẫn đến việc họ trở nên cực kỳ hung hăng vì những lỗi lầm của chính họ. Thứ mà tôi gọi là máu chó. Tiêu trong game diễn ra rất phổ biến dưới nhiều hình thức nặng nhẹ khác nhau, từ đơn giản như việc tỷ lệ sử dụng kỹ năng chính xác giảm xuống sau khi bị hạ gục quá nhiều lần, tỷ lệ thắng giảm xuống sau chuỗi thua, hay nặng hơn là bắt đầu phá game, rầy quýt, chửi thề, lăng mạ người khác, thậm chí là đập phá đồ đạc trong nhà của chính mình. Nhân sinh mọi việc trên đời không có gì là không có lý do của nó cả, kể cả việc bạn bị tiêu. Mà lý do dẫn đến việc này thì thôi, nó nhiều như số trận thua của tôi vậy. Thôi thì để tôi liệt kê cho các bạn nhá. Yếu tố bên trong. Đầu tiên là yếu tố khó nhìn ra nhất, yếu tố từ chính bản thân chúng ta. Chúng ta luôn có xu hướng nhớ về những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời, nhớ về những khoảnh khắc lao giữa cơn bão chém chết 3-4 thằng địch, chứ có bao giờ các bạn nhớ những trận fit không 10 nào đấy đâu, đúng không? Khi bắt đầu mọi trận đấu, chúng ta đều kỳ vọng tái hiện lại khoảnh khắc tuyệt vời đấy. Không thì chết cũng là một trận thắng dễ dàng, nơi mà các bạn mặc định rằng các bạn sẽ gánh 4 thằng đầu đất trong team mình. Nhưng không. Tối hôm qua bạn mất ngủ vì chửi thua, ra đường bị người yêu chửi vì trễ hẹn, về nhà bị trầm cảm vì nhớ mình méo có người yêu. Ơ kìa, thế thì con nhỏ chửi mình là ai? Rồi bạn lao vào game với tâm trạng và thể lực không tốt, dẫn đến kỳ vọng hô phong hoáng vũ trong game bị sụp đổ hoàn toàn. Tâm trạng của bạn càng mất bình tĩnh hơn, cứ thế bạn tiêu lúc nào không hay. Yếu tố bên ngoài. Lý do tiếp theo và là rõ ràng nhất có lẽ là từ việc chúng ta phải chơi cùng những người đồng đội cực phẩm trong những ván game cực phẩm. Tôi chắc chắn các bạn đã không dưới 100 lần trải nghiệm một món quà từ những người đồng đội yêu dấu, nào là fit AFK, phá game. Những thứ tiêu cực như thế đã và đang là một tình trạng chung của những tựa game online hiện nay. Mà nếu người chơi không có một tâm lý ổn định thì rất dễ bị mất bình tĩnh và thiếu kiểm soát, dẫn đến việc đánh mất đi những chiến thắng của bản thân, thứ vốn rất mong manh và dễ vỡ. Đúng vậy, những người đồng đội đó như những sinh vật huyền bí bước ra từ thế giới Harry Potter. Dù bạn có nhẹ nhàng khuyên bảo hay nổi giận chửi bới thì họ vẫn cứ làm việc của mình. Fit thì cứ fit, troll thì cứ troll, thậm chí là họ còn sẵn sàng công kích bạn và quan hệ với cả dòng họ bạn nếu bạn trực tiếp sửa sai cho họ. Đấy gọi là toxic đấy. Nhân tiện thì một phút dành cho quảng cáo, tôi đã làm một video về toxic, anh em nào chưa xem thì xem đi nhó, tin tôi hay lắm. Quay trở lại video, hết đồng đội toxic thì những đối thủ toxic sẽ là những yếu tố tiếp theo khiến bạn đi vào con đường tiêu. Những tựa game online thường sẽ mang tính chất tranh đấu và những người chơi bên kia chiến tuyến được coi là những kẻ thù mà bạn cần phải đánh bại để hướng đến chiến thắng. Nên nhớ, sẽ luôn có những đối thủ tốt bụng, những người sẽ luôn chat good game well play mỗi khi game kết thúc mặc dù trong lòng họ là biển rộng. Thế nhưng, sẽ luôn có những kẻ sẵn sàng tế bạn mỗi khi bạn thắng chúng trong một cuộc đấu tày đồi. Chúng sẽ lấy đủ mọi lý do để bao biện cho những lỗi lầm ngốc nghếch của mình và sẽ luôn gọi những người đã thắng chúng là rùa, tức là các bạn đấy, đồ rùa. Thế nhưng chỉ cần thắng một cái từ ngữ ma thuật tiếp theo mà chúng nó dùng để gọi bạn sẽ là non. Các bạn thấy đấy, còn gì cấu hơn khi bị những đứa toxic như thế lật kèo. Các bạn đã dồn hết công sức để gồng gánh nhưng phải thua trong cày cú, thậm chí là còn bị chúng nó ti bác, chat ôn chấm hỏi, xịt sơn, cắm cờ thẳng vào xác. Ôi, cay quá, nhưng biết làm gì đây. Thế là bạn bắt đầu tiêu. Yếu tố may mắn. Phải thừa nhận, yếu tố may mắn luôn luôn hiện hữu trong đa số những trò chơi và đôi lúc chúng là yếu tố quyết định định đoạt cả một ván đấu. Từ việc đối phương luôn bóc được những lá bài đẹp trong những game thẻ bài,
bắn sút vào cột dọc và xà ngang liên tục trong FIFA hay PES. Tham minh lại lao diệu của những đứa bạc không lành trong CSGO. Chọn phải tướng bị khắc chế mạnh khi chọn ẩn trong Liên minh Huyền Thoại hay Dota 2. Vân vân và vân vân. Những yếu tố như vậy có thể nói phần nhiều là do may mắn quyết định, chứ không phải là trình độ. Thế nhưng đôi khi nó xảy ra thường xuyên quá và trùng hợp là vào thời điểm nhất định nào đó, dễ khiến các bạn mất bình tĩnh, nản chí. Các bạn bắt đầu sử dụng những thuật ngữ như game rác, game cho cuốn chơi, vân vân và vân vân. Đấy lúc các bạn tiêu đấy. Quá nhiều lý do. Thế thì tại sao chúng ta lại dễ tiêu như thế? Chúng ta là những người trẻ của đất nước, sao chúng ta đuối vậy? Để tôi giải thích. Những năm trở lại đây, cụm từ tiêu được sử dụng phổ biến và rộng rãi trong game, chủ yếu là do sự lên ngôi của thể loại game online nhiều người chơi như CS:GO, Liên minh Huyền Thoại, Dota 2. Khác với những game offline, nơi mà sự thử thách đến từ những con bot vô tri vô giác, những từ game online này là nơi tính cạnh tranh được đẩy lên cực kỳ cao. Khi chúng ta chiến thắng hay thất bại, chúng ta đều biết rằng bản thân đang thắng hoặc thua một đối thủ nào đó, một con người thật nào đó, rồi từ đó củng cố niềm tin vào khả năng của bản thân. Thứ mà chả ai bắt bạn làm cả, nhưng bạn vẫn cứ làm để đầu tiêu. Bên cạnh đó, những từ game dạng này không chỉ có hệ thống tìm đồng đội, đối thủ tương đối sát trình độ hiện tại của người chơi, mà thường có hệ thống đánh giá, xếp hạng trình độ của chính họ. Và lại một lần nữa, không ai bảo như chúng ta cũng làm. Chúng ta tự nhủ với bản thân rằng hệ thống đánh giá này là thước đo, là mục tiêu để người chơi chứng minh trình độ của bản thân. Ôi, thoải mái làm sao khi thằng bạn của mình là đồng 3 bạc 4, trong khi các bạn chễm chệ ngồi trên răng vàng. Tất nhiên là những trận đấu xếp hạng thường rất căng thẳng, tất cả người chơi đều muốn chiến thắng, điều đó dẫn đến việc họ dễ dàng thay đổi cảm xúc theo những diễn biến dù là nhỏ nhất trong game. Vì thế, đôi khi chỉ cần một vài tình huống diễn ra không như ý, một vài câu trách ác ý từ đồng đội, từ đối thủ, cũng dễ dàng khiến những người chơi đó đưa ra những xử lý không tốt, hay nói cách khác là bị tiêu lúc nào không hay. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã nắm được tiêu là gì? Vì đâu mà tiêu? Vậy thì câu hỏi đặt ra là tiêu khi đang chơi game có những hậu quả gì đối với chúng ta? Câu trả lời là rất nhiều hậu quả. Hậu quả đầu tiên và rõ ràng nhất là tiêu tác động rất lớn tới đời sống tinh thần của game thủ, khiến cho bạn mệt mỏi và stress hơn. Các bạn hãy thử tưởng tượng, sau một ngày làm việc dài đằng đẵng, bạn vào làm một ván game để tận hưởng một khoảng thời gian thư giãn giải trí thì gặp ngay một thằng đồng đội fit cho team đối thủ. Và từ khoảnh khắc đấy, các bạn chợt nhận ra rằng, thôi xong, tiêu buổi tối của tôi rồi. Đồng ý là chơi game vui vẻ, thắng thua không quan trọng, nhưng mà team đối thủ cứ xanh lè xanh lét đập bạn như đập con ruồi, rồi còn gáy vào mặt bạn thì không có vui nhá. Bên cạnh đó, tiêu cũng có thể là chất xúc tác tiếp tay cho game thủ thực hiện những hành động thiếu đạo đức trong những từ game online như toxic, troll, rage quit, vân vân và vân vân. Theo một nghiên cứu khoa học, những người bị tiêu thường có xu hướng nóng nảy và bạo lực, họ thường đổ lỗi cho tất cả mọi thứ xung quanh và không hề nhận lỗi bao giờ. Điều này thường dẫn đến việc cãi vã trong team và một trận đấu nhanh chóng chuyển từ thi đấu võ thuật sang thi đấu võ mồm. Có thể nói rằng tiêu như là virus Covid trong game, nó nhanh chóng lây từ người này sang người khác chỉ sau vài lời nói. Và đây cũng là lý do chính khiến cho những cộng đồng game online, đặc biệt là những cộng đồng game trẻ tuổi, cực kỳ toxic. Vì họ non, à không, ý tôi là vì họ còn trẻ người, non dạ, chưa biết làm thế nào để kiềm chế được cảm xúc của mình. Một hậu quả khó nhìn ra hơn, đó là khả năng chơi game của chúng ta bị giảm sút rõ rệt. Khi bị tiêu, chúng ta thường đưa ra những quyết định mang tính cực đoan, hoặc là quá máu chiến, hoặc là quá sợ hãi khi cơ hội đến. Các động tác và xử lý của chúng ta có thể giảm tính chính xác, dẫn đến kết quả thi đấu không được như ý muốn. Lúc này, như đã nói trên, chúng ta thường tìm cách đổ lỗi cho những yếu tố bên ngoài, yếu tố may mắn mà không nhìn được chính xác vấn đề là do đâu. Và boom, sắc đoan chào đón bạn. Các bạn tưởng chỉ có những người bình thường như chúng ta là bị tiêu á? Không, việc bị tiêu không những diễn ra những game thủ bình thường, nó xuất hiện rất nhiều ở những tuyển thủ chuyên nghiệp. Khác với chúng ta, tuyển thủ chuyên nghiệp coi game là nghề để kiếm sống. Từng trận đấu của họ đều có tính chất quan trọng hơn rất nhiều so với những trận răng trên mạng của chúng ta. Thế nên, áp lực đối với những pro player như tôi là cực kỳ lớn. Còn chưa kể đến sức ép từ cổ động viên, sức ép đồng tiền, gia đình. Cho nên nếu các bạn thấy một người nào đó đập bàn rồi chửi nó đờ mờ cuộc đời thì đấy không phải là toxic đâu, đấy là tiêu đấy. Phần chuẩn đoán bệnh của Minh bác sĩ đã xong, bây giờ là phần phòng bệnh và chữa bệnh. Thế thì làm thế nào để không bị tiêu? Theo kinh nghiệm của tôi, tiêu cũng giống như cảm cúm. Ai rồi cũng sẽ bị thôi, nhưng không sao, có bệnh ắt có cách chữa bệnh. Đầu tiên, các bạn sẽ dễ dàng bị tiêu nếu bạn thua nhiều. Vậy thì biện pháp đơn giản là thua ít thôi nhá. Đúng, các bạn không hề nghe nhầm đâu. Nếu không muốn thua nhiều thì hãy thua ít thôi. Các bạn hãy lên mạng xem những video về kiến thức, những tips and tricks hay của những pro player, đồng thời rút kinh nghiệm từ những trận thua để chơi hay hơn từng ngày, thay vì suốt ngày chửi bới đồng đội. Nhưng làm gì làm, đừng bao giờ xem TikTok lún đấy. Sau một khoảng thời gian, các bạn sẽ thấy mình chơi hay hơn và có cho mình nhiều trận thắng hơn. Và bạn sẽ cảm thấy rằng, ôi, sao tựa game này vui thế? Còn nếu bạn cực kỳ trai hát mà vẫn không giành được kết quả mình muốn thì nghĩ đi. Đúng thế, các bạn lại không nghe lầm đâu. Một cách khác để không thua là không chơi.
Hãy dừng chơi game, bắt đầu quay, à không, ý tôi là bắt đầu hoạt động chân tay để thư giãn đó. Loại bỏ bớt những suy nghĩ tiêu cực, quên những khoảnh khắc kinh hoàng mà bạn phải trải qua cùng 4 thằng đồng đội kia đi. Và nếu các bạn chưa biết thì một số tuyển thủ chuyên nghiệp còn phải tìm đến những bác sĩ tâm lý để giúp họ cải thiện sức khỏe tinh thần sau những giờ chơi game mệt mỏi. Thế nên việc có thời gian bình tâm lại là rất cần thiết. Và cuối cùng, quan trọng nhất là phải chấp nhận, đối mặt với hiện thực là bạn đã, đang và sẽ tiêu ở một mức độ nào đấy. Qua đó, điều chỉnh hành vi của bản thân để bảo vệ tinh thần và cảm xúc của chính mình. Việc chửi một thằng nhiêu nào đấy trên mạng mà khả năng cao là bạn không bao giờ gặp lại thằng đấy nữa, không hề giúp bạn khá hơn đâu. Ngồi xuống, ăn miếng nước, uống miếng bánh, dành thời gian cho gia đình còn hơn là tiếp tục lao đầu vào hố sâu tuyệt vọng đấy. Bởi vì nếu các bạn tiếp tục bấm tìm trận, hệ thống ghép đội của game sẽ tưởng rằng thì ra thằng này thích chơi với những thằng kia, cho nên nó mới tìm trận nhanh thế, để tôi giúp cho anh một vé. Và rồi đêm đét chung chăn thành đôi tri kỷ, các bạn lại gặp lại bốn thằng đấy. Các bạn nên nhớ, game chỉ là công cụ để giải trí, đừng để nó làm bạn u phiền, mệt mỏi. Tin tôi đi, 99,99% là người yêu của bạn không thấy bạn đẹp trai hay tài năng hơn chút nào khi bạn leo thành công từ bạc rách lên kim cương đâu nhá. À quên, bạn làm quá gì có người yêu. Ok, và đó là những thông tin ngắn gọn về tiêu, một thuật ngữ rất quen thuộc với những anh em quốc tế, đặc biệt là cộng đồng game thủ phương Tây, thế nhưng còn tương đối xa lạ với những anh em trong nước. Sau video ngày hôm nay, tôi mong các bạn có thể hiểu tiêu là gì và loại bỏ nó khỏi hành trình leo rang sắp tới của mình, anh em nhỏ. Nếu còn thuật ngữ hay khái niệm nào các bạn muốn tôi làm rõ trong những video tiếp theo, thì hãy để lại comment bên dưới. Còn bây giờ, nếu thấy video này hay và giải trí thì đừng quên like, share, đăng ký kênh, cũng như ghé thăm fanpage và group của bọn tôi ở trên Facebook. Tôi là Hứa Văn Minh, xin chào và hẹn gặp lại.